lời các cộng hữu của Phật tử. Con có một số đồng nghiệp không phải là Phật tử, họ có tìm hiểu về Phật giáo và đưa cho con một số câu hỏi. Con cố gắng trả lời trong 27 câu, 27 câu. Thì con trả lời tới câu thứ sáu. Tuy nhiên do nhận thức còn hạn hẹp nên sự trả lời của con chưa thỏa mãn được người hỏi. Chính vì vậy con mạo muội gửi email này tới sư, hy vọng rằng nếu sư có thời gian thì có thể giải thích giùm cho con. Tôi support lại 27 câu hỏi dưới đây. Rồi. Giờ 27 câu cho nên là sư trả lời nha. Nhưng mà trước khi sư trả lời đi, có một vài vấn đề như thế này. Đó là với cái người ngoại đạo ấy, tức là cái người không theo Phật giáo, họ có những vấn đề của họ. Và những vấn đề đó nó lớn lắm. Nó lớn. Bởi vì họ sẽ có cái biên kiến, cái thiên kiến. Đó là gì? Họ thường ấy, cái nguồn nghiên cứu của họ thì họ rất ít khi họ chịu đọc chánh kinh. Ít lắm. Ví dụ như kinh Nhất Dạ Hiền Giả, kinh Kalama, kinh Simsapa là những cái bài kinh rất là nổi tiếng, nhưng mà họ kinh Chuyển Pháp Luân thì họ sư hoài nghi là họ không đủ trí tuệ để họ đọc. Không phải sư coi thường họ, nhưng mà hồi cái hồi mà sư chỉ cũng là Phật tử mà chỉ mới đọc cái kinh Pháp Cú thôi đó, mà đọc theo cái kiểu như đọc truyện hồi đó, như sư học cấp 2 thì tức là chừng 16 tuổi, sư đọc kinh Chuyển Pháp Luân sư cũng không hiểu. Thì nói chi ngoại đạo. Cho nên ấy, thường những cái vị mà không có theo đạo Phật ấy, họ không có nghiên cứu kinh tạng, đặc biệt là chánh kinh một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc. Đấy, cho nên là cái sự hiểu biết của họ về Phật giáo có vấn đề. Và họ thường họ nghiên cứu theo cái gì? Theo cái sự tổng hợp của những cái bài báo, của những bài viết, của những cái trang mạng, và thậm chí của một vài cái vị tu sĩ, và họ lấy đó làm cái kiến thức hiểu biết về đạo Phật. Nó rất là có vấn đề khi mà chúng ta không có sự đối chiếu với chánh tạng. Cái thứ hai, vấn đề của họ là họ không có sự thực hành pháp ấy. Ehipasiko tức là đến để mà thấy pháp phải thực hành thì chúng ta mới biết được nó đúng, mới cảm nhận được nó. Sư đã gặp những cái vị không theo đạo Phật nhưng mà các vị đó thực hành tứ niệm xứ, thì các vị đó thấy được cái vị ngọt của tứ niệm xứ, vị đó thấy được cái sự đúng đắn của con đường thực hành tứ niệm xứ, từ đó vị có cái nhìn nó chính xác hơn về đạo Phật. Còn khi mà chúng ta không có sự thực hành ấy, cái nhìn của chúng ta nó có vấn đề. Rồi khi mà nghe pháp ấy thì họ sẽ rơi vào trong bốn cái vấn đề. Thứ nhất, được ví như khi mà chúng ta đổ nước vào cái lu ấy, nó phải thỏa mãn bốn điều kiện, đó là nó không có đầy nước, tại đầy nước đổ thêm nước không có được. Cái thứ hai là không có đậy nắp cũng đâu có đổ nước vô được. Cái thứ ba, không bị thủng, không bị lủng, không bị bể. Cái thứ tư là không có chứa nước bẩn ở trong đó thì mới đổ nước sạch vào được. Cũng vậy đó, có những người khi họ nghe Phật pháp trong đầu họ đã tràn ngập cái kiến thức, cái tư duy, nó biện chứng của niềm tin của họ, ví dụ như của đạo Chúa, của đạo Hồi, hoặc là duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác Lênin, thì nó đã đầy ở trong cái đầu của họ rồi và họ không cách chi họ tiếp thu vào thêm nữa. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai
là giống như là giống như một cái lu bị đậy nắp, tức là họ nghe với cái tâm thế chống đối, tức là với cái tâm thế là tôi phản biện, là tôi không muốn nghe, tôi không muốn tiếp thu, tôi chỉ đơn giản là tôi muốn chống đối lại thôi. Thì cái người như vậy mình nói nó vô ích, bởi vì họ không muốn nghe. Dù như mình có nói đúng đi chăng nữa thì đối với họ sai vẫn cứ là sai. Ví dụ như chúng ta nói là không có một cái đấng sáng tạo, chủ sáng tạo ra muôn loài, nhưng mà họ tin, ví dụ như một cái tôn giáo của họ tin là cái đấng sáng tạo, chủ sáng tạo ra muôn loài, và trong cái thánh kinh của họ có nói như vậy, họ tin chết và bất kể mình nói là họ chống đối lại ngay, thì cái đó chúng ta cũng không có cách chi chúng ta nói chuyện được. Thứ ba là giống như bị thủng, tức là nước đổ vào bao nhiêu thì nó trôi ra bấy nhiêu, tức là họ nghe với cái tâm thái là họ không có tiếp thu. Cũng vậy, nghe từ lỗ tai này nó chạy qua lỗ tai kia, họ không có cái gì nó động lại, thì chúng ta cũng không có cái gì để chúng ta nói chuyện với nhau. Và cái vấn đề cuối cùng đó là họ có khả năng còn vương vấn những cái tri kiến cũ, mình nói nó hơi nặng là tà kiến, tức là 62 loại tà kiến trong kinh Trường Bộ. Mà khi mà chúng ta đã mang cái lăng kính tà kiến, mang cái lăng kính hoặc là thường kiến hoặc đoạn kiến, tức là cái lăng kính nó không đúng sự thật ấy, chúng ta đem, chúng ta đọc vào kinh tạng, chúng ta nghe kinh tạng, chúng ta cũng hiểu theo cái cách mà mình muốn hiểu chứ không phải theo cái cách mà bài kinh nó vốn dĩ nó như vậy. Mà quý vị biết rồi, đọc kinh mà thầy hiểu theo cái cách là mình muốn hiểu ấy, nó có nhiều vấn đề lắm. Cho nên đi, khi mà trả lời những vấn đề của ngoại đạo thì sư rất là băn khoăn, bởi vì không biết cái người, cái đối tượng nghe họ sẽ nghe với cái tư thế nào. Thành ra cái chuyện mà ngay cả cái câu trả lời của sư mà họ không chấp nhận nó cũng là chuyện bình thường. Các tiên đề cơ bản của Phật giáo. Tiên đề cơ bản của Phật giáo đó là gì? Giới, định và tuệ. Tức là ngoài ra thêm một cái là bố thí. Rồi chúng ta có thể nói theo cái cách dễ hiểu hơn, tức là sự hào sảng, sự kỷ luật, nghĩa, sự đạo đức, sự rèn luyện tâm và thấy đúng sự thật bản chất của thế giới này. Ngoài ra còn có những cách nói khác, ví dụ như thấy rõ được bốn sự thật: đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường chấm dứt khổ. Ngoài ra chúng ta còn có thể nói theo cách khác, đó là ba cái đặc điểm của thế gian này, đó là cái sự vô thường, khổ và không có cốt lõi. Đấy. Rồi Phật giáo có xét đến đối tượng cây cối vật dụng hay không? Thì nó xét theo hai khía cạnh. Thứ nhất, Phật giáo chỉ xét nó như là một công cụ, như một dụng cụ, như một đối tượng để sử dụng, như một đối tượng để đem ra làm ví dụ, chứ không đối xử với cây cối vật chất như là một chúng sanh, như một con người. Rồi các loại đất, nước, lửa, gió, yếu tố đại lượng nguyên thủy vậy có tâm không? Sao không thể gá vào ví dụ cây có tâm không? Thì đối với Phật giáo, cây cối, đất, nước, gió, lửa, tất cả các thứ vật chất không phải sinh loại thì nó không có tâm. Cho nên thì đã không có tâm thì làm gì có cái để mà gá vào. Ta là gì? Ta là một cách xưng hô. Đơn giản vậy thôi. Đó là một cách xưng hô, đó là cái chúng ta quy định, chúng ta định đặt với nhau để chúng ta gọi nhau, để chúng ta mô tả chính mình. Chúng ta có cái chúng ta nói về mình, nó là một cái định đặt. Mà chúng ta gọi nó là cái danh chế định.
tức là chúng ta quy định, chúng ta gọi đây là ta, đơn giản vậy thôi. Chứ còn bản thân nó không là ai, cũng không là cái gì, nó chỉ đơn giản là cái chúng ta quy định để chúng ta gọi nhau. Cái gì khổ và cái gì là sướng, cái gì mà chúng ta không có toại nguyện, không có như ý, cảm thọ nó khó chịu thì khó mà chịu đựng được thì chúng ta gọi nó là khổ. Còn hạnh phúc, cái gọi là cái số khá đó, hạnh phúc ấy, nó có hai loại hạnh phúc. Tức là cái hạnh phúc nó do dục, tức là chúng ta ăn ngon, ngửi được cái mùi thơm, nhìn một cái vật là đẹp, nghe những cái âm thanh là du dương, tiếp xúc những cái vật mà mềm mại, mịn màng, thoải mái, thì đó là hạnh phúc liên quan tới dục. Và có các loại hạnh phúc không liên quan tới dục, tức là hạnh phúc ly dục do mà có, tức là do hành thiền, do chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lên tới bốn tầng thiền vô sắc. Đó là một hạnh phúc một người không có tu tập họ không cảm nhận được. Và cái hạnh phúc do chấm dứt sanh tử, đó là hạnh phúc. Cái gì là luân hồi, cái gì là thoát khỏi luân hồi? Luân hồi đấy là sự tương tục, sự lặp đi lặp lại của một cái chúng sanh. Giống như ngày hôm nay qua tới ngày mai, nó là một vòng luân hồi. Quý vị đi làm rồi sáng ngủ dậy đánh răng súc miệng, ăn sáng, đi làm rồi về nhà rồi tắm rửa, coi tivi, rồi lướt Facebook, rồi đi ngủ, sáng lại tiếp tục, thì đó cũng là một vòng luân hồi. Nói gì là cái vòng luân hồi lớn hơn, tức là cái sự chấm dứt sinh mạng của một chúng sanh và bắt đầu ở một sự sống khác. Còn chỉ có đó, những cái vị A-la-hán mới không còn luân hồi nữa mà. Cái đã thoát khỏi luân hồi thì có còn hệ quy chiếu thời gian không và tồn tại như thế nào? Niết bàn là gì? Trạng thái vị trí có trèo ra trèo vào được không? Cái gì đạt niết bàn? Cái gì ngồi ở niết bàn? Có rơi ra không? Có chui ra chui vào không? Đức Phật dạy, Đức Phật hay A-la-hán đạt niết bàn thì các ngài hay cái gì của các ngài ở đâu? Trạng thái niết bàn là tối thượng, nó có thay đổi nữa không, tốt hơn hay tệ đi? Các câu hỏi này sẽ trả lời chung. Nó giống như một người mù, quý vị nỗ lực mô tả cho một người mù về màu sắc thì đó quý vị sẽ cảm thấy sự bất lực của ngôn ngữ. Tức là một người đã mù, chúng ta không thể nào, mù ẩm sinh đi, chúng ta không thể nào nói với họ như thế nào là một màu xanh, như thế nào là một màu hồng, như thế nào là một màu đỏ, như thế nào là một màu vàng, nó khác nhau như thế nào. Vô nghĩa. Chúng ta chỉ có thể nói rằng nó khác với cái màu đen mà bản thân anh ấy, anh đang mù đấy, anh đang tiếp xúc với cái thế giới của anh là thế giới một màu đen. Và những cái màu như màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nó khác với màu đen. Nó không phải là màu đen. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chứ còn nói nhiều hơn thì anh cũng không có hiểu. Bởi vì anh đâu có thấy đường đâu. Cũng vậy đó. Đối với cái người mà họ chưa thực chứng Niết Bàn, họ chưa có sự tu tập, cái chuyện mà bàn về Niết Bàn ấy, bàn về Niết Bàn, nó vô nghĩa với họ. Bởi vì có nói nữa thì họ cũng không có hiểu. Và nó là sự bất lực của ngôn ngữ. Bởi vì ngôn ngữ không thể nào mô tả được Niết Bàn. Quý vị hỏi tại sao thì đơn giản, cái chuyện đơn giản thôi. Quý vị thử mô tả cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng cho người mù, quý vị mô tả được hay không? Cho nên sư nói đó là sự bất lực của ngôn ngữ.
chỉ có sự thực chứng, nghiệm chứng tự thân mình thấy được bằng chính cặp mắt của mình, thì lúc đó mới biết được à, đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây là màu vàng. Ừ. Và cũng như sư nói, chỉ đơn giản nói là màu, các cái màu sắc nó chỉ đơn giản nó khác với cái màu đen anh đang thấy, anh đang biết thôi. Thì cũng vậy đó, Niết bàn nó vượt ra khỏi tam giới, nó không có thuộc tam giới, nó không ở trong, không ở ngoài, nó có cũng không đúng mà nó sai cũng không đấy. Và như cái cách định nghĩa của ngài Sa Lợi Phất tức là gì? Ái diệt là Niết bàn, tức là khi chúng ta không còn tham ái nữa thì tự khắc chúng ta biết Niết bàn là cái gì. Còn nếu như chúng ta không nỗ lực diệt trừ tham ái thì tất cả các sự mô tả về Niết bàn chỉ là một nói dốc, nó chơi với nhau cho vui. Ừ. Còn nếu mà cố gắng nỗ lực thì sư cứ nói ráng đi ha, ráng mô tả cho người mù bẩm sinh ấy, họ biết được cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó như thế nào. Quý vị làm được thì chắc có lẽ sư cũng sẽ mô tả được Niết bàn cho quý vị. Phật giáo quan niệm tất cả vũ trụ này là một thể thống nhất và chia làm tam giới. Tam giới này có cùng hệ không gian thời gian không? Kiểu người trên trời vẫn biết cõi người có chỗ là Hà Nội, Hồ Chí Minh. Thế giới này, cái không gian nó phức tạp hơn quý vị tưởng rất là nhiều. Cái thuyết đa vũ trụ, đa thời gian của phương Tây nó không lạ gì hết trơn. Trong một cái hạt cát, nó có thể là chứa một cái lâu đài. Trong một bông hoa, nó có thể là cửa ngõ đi đến một thế giới khác. Cho nên, Đức Phật nói, thế giới này đó là không thể nghĩ bàn, bởi vì cái trí của mình không có tới, mà mình ra sức mình tưởng tượng ấy, chỉ đi đến cái sự điên loạn mà thôi. Thứ nhất là vô ích, tốn thời gian, và thứ hai là chỉ đưa đến sự điên loạn, bởi vì mình không có đủ cái sức để mình hiểu được cái thế giới này. Những cái biên giới, cái giới hạn của thế giới này, nó đó là có biên giới hay nó không có biên giới. Và cái việc ấy, chúng ta cố gắng nói về nó chỉ mất thời gian với nhau. Thành ra xin chỉ có thể nói là nó phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất là nhiều. Còn cái thời gian ấy, cái dòng chảy thời gian nó là như nhau, cái sự cảm nhận thời gian nó của tất cả các cái cảnh giới nó là như nhau. Không phải quý vị ở trên trời thì quý vị sẽ cảm thấy thời gian, quý vị sẽ trải nghiệm thời gian nó sẽ dài hơn hoặc nó sẽ ngắn hơn là ở cõi người, không phải. Sư chỉ có thể nói như vậy. Vô ngã là gì? Có ý nào conflict, đó là chống đối với cái quan niệm về triết học hiện đại? Khoảng ở trên cái gì phân cách tam giới, thời gian không gian có trèo qua được không? Cái gì làm được thì sư nói rồi, cái kết cấu của không gian ấy, kết cấu của thế giới này nó phức tạp hơn quý vị tưởng rất là nhiều ha. Thành ra quý vị tưởng tượng thì nó chỉ là tưởng tượng, là thực tế nó khác rất là nhiều. Nó giống như một cái đứa con nít đi, một cái đứa con nít mà nó tưởng tượng về, nó chỉ mới học có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà nó ngồi nó tưởng tượng ra cái một cái bài toán đạo hàm tích phân của một cái đứa học cấp 3 thì xin thưa, nó tưởng tượng không nổi đâu, mà nó chắc nó cũng tưởng tượng. Thật chí tưởng tượng nó thì nó lạ lùng lắm. Cũng vậy đó, loài người chúng ta tưởng tượng về cái không gian, thời gian, thế giới này tưởng tượng lạ lùng lắm. Và nó không có đúng sự thật. Muốn biết hãy tu tập theo phương pháp Đức Phật dạy, quý vị sẽ tự thân cảm nhận được nó, tự thân thấy được nó.
theo cái phương hướng Đức Phật đã hướng dẫn. Còn cái vô ngã là gì đó, quý vị có thể hiểu là vô ngã là một cái trạng thái không có cốt lõi, tức là tấm thân này là do sự lắp ráp mà có. Nó lắp ráp bởi vô số những tế bào, nó thì cái hiện đại nó lắp ráp bởi vô số tế bào, hoặc nó lắp ráp bởi thịt gân xương da và nó thay đổi liên tục. Và như vậy nếu mà tách ra thì mình không thấy một cái cốt lõi nằm chỗ nào hết, tức là không thấy một cái ta nằm ở chỗ nào hết. Ngay cả cái tâm của mình, cái suy nghĩ của mình nó cũng thay đổi liên tục. Khi thì suy nghĩ như thế này, khi suy nghĩ khi như thế khác, nó thay đổi liên tục và nó cũng sanh diệt liên tục, nó không có cốt lõi. Và như sư nói, cái sự hiểu biết và sự phân tích của giáo lý vô ngã của một phàm phu ấy, nó không giống như là một vị thánh đã thấy, nhưng mà do sự dựa vào kinh tạng cho nên nó không có sai lệch quá nhiều. Còn cái triết học hiện đại đó, cái gì gọi là triết học thì xin triết học hiện đại thì họ tìm cái sự liên kết giữa vật chất và tinh thần, nhưng mà nó có rất nhiều những cái quan điểm, rất nhiều những cái hệ phái, rất nhiều những cái trường phái triết học khác nhau, mà tất cả các trường phái đó không đi ra ngoài 62 thứ tà kiến mà Đức Phật đã nói trong bài kinh Phạm Vọng. Cái sự tưởng tượng của anh là sai lầm. Ví dụ như có quan điểm triết học duy tâm, tức là Thượng Đế tạo ra thế giới này, giáo không đồng ý. Thế giới duy vật thì họ nói rằng chết là hết, hoàn toàn không đúng. Rồi có những người họ theo cái gọi là triết học mà họ trường uống như con lươn, tức là cái gì cũng không có phủ nhận nhưng mà cái gì nó cũng không có đồng ý, và họ mắc kẹt vào ngôn ngữ, mắc kẹt vào những cái mà họ định đặt, họ quy định ra và họ bắt đầu họ phân tích nó. Ví dụ như nói về cái ghế, họ cái ghế nào, và bắt đầu họ phân tích nó. Và họ chứng minh là cái ghế nó không tồn tại, hoặc họ chứng minh cái ghế nó có tồn tại, nó là những cái thứ vô nghĩa, tốn thời gian. Thành ra đi, Phật giáo thì chỉ nói một cách đơn giản, đó là gì? Con đường thực hành đưa đến sự chấm dứt khổ, chứ không phải mình ngồi đây mà mình tăng dốc mà mình nói chuyện với nhau như thế này. Phật pháp là để thực hành đưa đến sự chấm dứt khổ, chứ Phật pháp không phải là cái mà mình ngồi tán. Giống như ly cà phê tạo ra là để mình ngồi, để mình uống, mình thưởng thức, chứ phải ly cà phê để đó mà mình ngồi, để mình viết cả trăm cả ngàn quyển sách về cái ly cà phê mà mình chớ hề đụng tới nó, chớ hề nếm để biết cái vị cà phê nó như thế nào. Đó là sự vô ích, sự lãng phí thời gian. Rồi thành ra những cái câu hỏi này khi sư đọc là sư thấy rõ là người này học chưa có sự nghiên cứu kỹ một cách nghiêm túc về kinh tạng, những cái lời dạy Đức Thế Tôn, và họ không có sự thực hành. Danh sắc nương vào nhau, hoặc chỉ hoặc có giới chỉ cỏ danh hả? Vậy có thể thay hoặc gá cặp danh sắc này vào cặp danh sắc khác không? Nó giống như sư có một cái bánh ngọt và sư có một cái burger, cái bánh hamburger. Tự nhiên quý vị sẽ biết là cái mùi vị của bánh ngọt nó như thế nào, mùi vị của cái hamburger nó như thế nào. Quý vị có thể là một cái bánh ngọt có mùi vị của cái hamburger và một cái hamburger có mùi vị của bánh ngọt, làm được. Nhưng với điều kiện quý vị phải hủy bỏ nó đi và tạo ra một cái mới. Trước khi hai cái, một cái bánh ngọt, cái hamburger, quý vị không thể nào đang hai cái như thế này quý vị trao đổi mùi vị với nhau, tức là mình
ăn cái bánh ngọt này mà tự nhiên nó có mùi hamburger, hoặc ăn cái hamburger có mùi bánh ngọt thì nó không thế nào. Đừng nói sự gì làm được nha. Làm được thì tỉnh ngủ đi. Tỉnh ngủ đi. Chứ còn nằm mơ, đang vừa nằm mơ vừa nghe pháp nó kỳ lắm. Tỉnh ngủ. Cũng vậy đó, danh sách. Mặc dù mình biết đây là một cái khối danh sách, đây là một cái khối danh sách, nhưng mà nó không thể nào nó tráo đổi với nhau được. Không thể tráo đổi với nhau, giống như là một cái hamburger với một cái bánh ngọt, cái kiểu mà tráo đổi thì đó cũng không thể nào được. Các hiện tượng mất trí, tẩy não, ghép tạng, sinh sản vô tính có mối liên quan với danh sách theo Phật giáo như thế nào? Thì cái mất trí, cái tẩy não thì chỉ đơn giản là mình nói như một người điên hoặc cái mất trí thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Còn cái chuyện ghép tạng á, thì nó cũng không vấn đề gì hết. Thì ghép tay ghép chân vào thì nó vẫn tiếp tục thôi, cái khối danh sách nó vẫn tiếp tục thôi. Quý vị sẽ không thể trở thành một con người khác. Còn cái sinh sản vô tính ấy, thì nó chỉ đơn giản là tạo một cái điều kiện để cho một chúng sanh khác xuất hiện. Rồi ngoài việc nhận biết bên ngoài thân ngũ uẩn rồi xử lý tư duy, Phật giáo giải thích quá trình tư duy trừu tượng hóa, tổng kết kinh nghiệm như thế nào? Làm ơn học A Tỳ Đàm. Làm ơn học A Tỳ Đàm. Còn bây giờ mà quý vị ngồi để quý vị nói cái kiểu này là mình nói tới sáng không xong. Mà chúng ta không có đồng nhau về cái tư duy ấy, không đồng nhau về cái sự hiểu biết ấy, nói chuyện với nhau rất là khó thông. Muốn biết cái đó học A Tỳ Đàm. Và tất cả những câu hỏi này thậm chí quý vị có thể học A Tỳ Đàm. Quan điểm Phật giáo thế nào với sự tiến hóa loài người? Theo sách vở thì có vẻ không liên quan gì, ông khỉ cũng giống ông người. Xin thưa với quý vị đó, học thuyết tiến hóa của Darwin ấy, nhiều nhà khoa học họ không đồng ý, bởi vì nó không có lớp trung gian. Ví dụ như từ cái loài người này nó qua cái loài người khác không có lớp trung gian, nó chuyển hóa. Có. Hơn nữa chúng ta thuần túy là chúng ta dựa theo những cái bộ xương hóa thạch, mà quý vị biết là cái bộ xương hóa thạch ấy nó không có đúng. Xin lấy ví dụ như sư có tìm thấy một cái trang rất là thú vị, nó rất là thú vị, mà nếu như mà chúng ta chỉ dựa theo cái bộ xương ấy, dựa theo bộ xương ấy, thì chúng ta sẽ có hiểu là hiểu lầm là chết luôn, buồn cười chết luôn. Đây thấy không, đây một cái xương sọ, thấy nó kinh khủng chưa, thấy kinh khủng chưa. Ê, kéo xuống tí đấy, nếu như mà chúng ta dựa theo cái hình đó đó mà mình vẽ ra một cái loài chúng sanh nào đó, có lẽ nó sẽ như thế này, nhưng thực tế nó là cái gì? Nó là em bé. Cái răng ấy là nó ở trước là nó là cái răng răng sữa, nó và ở đằng sau là cái răng khôn, nó chuẩn bị nó thay thế đấy. Quý vị thấy cái sức tưởng tượng của loài người chưa? Rồi tiếp theo cái xương như thế này. Nếu như mà mình đấy, nếu như mà mình dựa theo nó mình có thể mình ra cái loài như thế này, nhưng việc biết nó là cái gì không? Là con hà mã đấy. Rồi đây cái xương như thế này, cái xương như thế này. Rồi nếu như mà mình không biết, mình dựa theo hóa thạch đi, mình có thể mình ra một cái loài nào đó nó giống như thế này, nhưng mà thực tế là con gì? Là con voi đấy. Cái xương sọ con voi, cái xương này ha, cái xương này, nếu mình chỉ dựa theo nó mà mình bắt đầu là mình phan ra một cái loài nào đó, mình sẽ ra cái con gì cũng vậy, mà thực tế nó là gì? Là con cá heo. Cái voi chứ hả? Ấy, còn cái xương này ha, bắt đầu họ tưởng tượng ra đủ thứ ha, cái con thấy gớm ha, thực tế là con chuột đấy. Thì quý vị thấy là cái sức tưởng tượng của loài người ấy, mà họ dựa theo những cái hóa thạch, những cái bộ xương đó, nó có vấn đề.
Nó có vấn đề và mình sẽ không biết được cái loài mà chúng ta thấy trên những cái bộ xương đó, cái nhan sắc họ thực sự như thế nào đâu, mình không biết đâu. Họ có thể là một cái người rất là đẹp, đẹp hơn mình mà mình không biết, mà mình dựa vào cái quan điểm, mình dựa vào cái tri kiến, mình vừa dựa vào cái biến cái sở chấp, rồi mình bắt đầu mình nghĩ là những cái loài người đó chắc họ phải có lông lá cũng phải ghê gớm lắm mà, nó cũng phải xấu tàn canh gió lạnh chứ, nó không có đẹp vậy đâu, không đẹp như loài người giờ đâu. Nếu như thấy cái toàn bộ là do sức tưởng tượng của loài người, mình không biết được chính xác nhan sắc của những cái bộ xương hóa thạch đó như thế nào, không biết. Còn muốn biết được cái cho nên cái quan điểm của Phật giáo, Đức Phật đã nói trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, vui lòng mở ra xem. Sư chỉ nói đơn giản, Đức Phật cũng không có quan trọng lắm cái chuyện mà cái sự tiến hóa của loài người, mà ngài nói như thế nào. Ban đầu á, chúng sanh sống với nhau rất là hiền thiện, nhờ như vậy họ sống rất là lâu. Nhưng mà sau bắt đầu những cái tội ác nó dần phát sanh, cho nên là chúng sanh càng lúc càng sống ác, càng lúc càng bất thiện, và đó sẽ đưa loài người đi đến sự diệt vong. Đó mới là cái chúng ta cần quan tâm, chứ không phải là mình cứ quan tâm mình lo ba cái sức tưởng tượng đó. Như sư nói, tưởng tượng cái kiểu đó thì thôi là trên trời dưới đất. Còn quan điểm Phật, quan điểm Phật giáo, quan niệm không có bắt đầu và kết thúc, liên tục qua 12 nhân duyên, nhưng sau đó lại có niết bàn đứng yên. Niết bàn không phải đứng yên, mà niết bàn là cái sự quý vị sẽ cảm nhận được khi quý vị phá vỡ cái vòng luẩn quẩn 12 nhân duyên. Nó là cái quý vị sẽ biết nó là cái gì khi mà quý vị phá vỡ được 12 nhân duyên. Tự nhiên quý vị sẽ biết niết bàn là cái gì. Niết bàn nó không phải là cái đứng yên. Nó giống như á, sẽ nói một người mù, khi họ sáng mắt, họ chấm dứt cái sự mù đó, tự nhiên họ biết được màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó như thế nào. Còn ngồi đây mà mình ra sức mình tưởng tượng thì nó là sự vô ích, sự tốn thời gian. Nhân quả, nếu ta lúc này không phải là ta lúc sau thì nhân quả có lợi gì, có lợi gì đâu. Xin thưa như thế này nè, chúng ta thừa sức biết, chúng ta thừa sức biết cái trái xoài chúng ta trồng ở dưới tới hồi nó trổ quả, nó lên cây nó trổ quả, thì những cái quả xoài đó nó không phải là cái trái xoài này. Nhưng như vậy thì tại sao mình phải trồng? Bởi vì nếu mình trồng thì mình mới có cái quả để mình ăn, mới có một mớ những cái trái xoài khác để mình ăn. Đó là lợi ích. Khi chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta biết gieo cái nhân gì để chúng ta được cái quả gì, và khi chúng ta làm cái nhân gì thì chúng ta sẽ bị cái quả gì. Đó là lợi ích, chứ tại sao mà mình nói không có lợi ích? Còn quý vị nói là cái thân này thì nó thay đổi liên tục thì mình hưởng, đâu có được hưởng, sai. Cái người mà biết chúng ta 20 năm trước, xin thưa với quý vị nha, chừng 20 năm về trước, toàn bộ những cái tế bào ấy mà cấu thành cái con người này nè, qua 20 năm này nó mới hoàn toàn. Sư đang nói trên sinh phương diện sinh học, có tất cả các tế bào của mình nó thay đổi hoàn toàn, nó thành ra một cái phiên bản mới, một phiên bản khác hoàn toàn với phiên bản cũ mình 20 năm trước. Như vậy thì quý vị đi làm để làm gì? Hả? Đi làm kiếm tiền để làm gì? Ăn uống để làm gì? Nuôi cái thân này ngày này qua ngày khác để làm cái gì? Mà 20 năm sau nó là một phiên bản khác của mình.
Nên nhớ danh sắc cho tới chừng nào chúng sanh chưa thấy được sự thật, chưa thực hành con đường đưa đến sự giải thoát và đạt được sự giải thoát tối hậu, thì cho đến chừng đó chúng ta vẫn tiếp tục là một cái dòng tương tục của danh sắc. Tức là tấm thân này đó giống như tế bào vậy đấy, nó thay đổi liên tục, nó đi liên tục từ ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và cái sự chấm dứt sinh mạng của một chúng sanh nó chỉ đơn giản là sự tương tục nối tiếp kế thừa ở một cái hình thái chúng sanh khác. Nó là một sự tương tục. Cho tới chừng nào anh chưa phá vỡ được thì anh chỉ đơn giản là anh tiếp tục, anh cứ tương tục như vậy hoài. Và chính vì cái sự tương tục như vậy người ta mới có khái niệm là một cái tôi, một cái ta. Thế nó không phải. Đấy. Thức và tâm là gì? Đạt Niết Bàn thì không còn nữa. Sư một lần nữa sư nhắc ha, nên đi học A Tỳ Đàm. Tại vì nếu chúng ta không học A Tỳ Đàm ấy, chúng ta không có cùng cái lớp với nhau thì chúng ta rất khó nói chuyện. Sư chỉ giải thích đơn giản, tâm là sự biết cảnh, tâm thức là cái sự nhận biết của các giác quan. Không biết hai đó khác nhau làm sao ấy. Tại vì thức là một phần của tâm, thức là một phần của tâm. Cũng biết hai thằng đó khác nhau như thế nào, vui lòng học A Tỳ Đàm. Nói chung ấy, như sư nói, những cái vị mà không phải không có theo Phật giáo và không có học một cách nghiêm túc thì họ sẽ đem những cái kiến thức cũ, những cái quan điểm cũ của họ, họ đem vào, họ nhìn Phật giáo qua cái lăng kính cũ của họ đó. Nó giống như là một cái lu nước mà nó vẫn còn cái nước bẩn ở dưới, dù gì có đổ nước sạch vào đi chăng nữa thì nước nó vẫn cứ là nước bẩn. Muốn biết bỏ hết, để ít nhất không bỏ được thì để những cái kiến thức cũ gì qua một bên, những cái sự hiểu biết cũ gì qua một bên, để hết một bên, tạm thời đóng gói nó, bỏ vào học tủ cất đi, bắt đầu học từ đầu. Học có Đức Phật dạy cái gì, học tạng kinh, học luật, học A Tỳ Đàm. Thì khi quý vị có cái sự nghiên cứu và học một cách bài bản và nghiêm túc ấy, quý vị sẽ không phải thắc mắc những cái vớ vẩn như thế này nữa. Và chúng ta nghỉ ở đây.